Sau thời gian bị đình hoãn do thiếu vốn, dự án luồng tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu vừa chính thức được khởi công trở lại. Với dự án này, dự kiến cuối năm 2015, tàu biển trọng tải lớn sẽ vào được đồng bằng sông Cửu Long để vận chuyển hàng hóa. Theo Cục Hàng Hải, dự án sẽ cải tạo nạo vét 46,5 km luồng, bao gồm các đoạn qua sông Hậu, kênh quan chánh bố, kênh tắc và một đoạn kênh biển. Ngoài các hàng mục chính, dự án còn phải xây dựng một đê chắn sóng phía nam dài 2,4 km, kè bảo vệ bờ, khu tránh tàu và hệ thống đảm bảo an toàn hàng hải. Dự kiến đến cuối năm 2015, các tàu có tải trọng từ 10.000 đến 20.000 tấn có thể cập các cảng trên sông Hậu, giúp cho việc xuất khẩu trực tiếp hàng hóa nông thủy sản từ đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay, 80% hàng hóa xuất khẩu từ đồng bằng sông Cửu Long phải chuyển lên các cảng ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh do luồng sông Hậu chỉ đáp ứng được cho tàu 5.000 tấn. Việc vận chuyển này đã khiến chi phí tăng thêm từ 170 đến 180 đô la Mỹ một container.